Hello, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ làm một cái vlog nhỏ nhỏ về đi câu cá. Này là cái gần chung cư của mình. Đây, chung cư đây. Và ở ven đây thì có một cái con sông nhỏ nhỏ, cho nên mình quyết định là hôm chủ nhật, chiều chủ nhật này sẽ đi ra ngoài này câu vài con cá thòi lòi về kho tiêu ăn. Đấy. Sông ở đây đẹp lắm nha. Chung cư. Đây là dụng cụ. Cái này là để đầu trùng nè. Còn này làm cần câu, bất đắc dĩ. Ok, đến nơi rồi. Và đây là một cái con suối nhỏ, nó nối ra ở ngoài cái chỗ cái sông ở đằng kia. Thì mình sẽ câu cá ở đây. Không biết được cái gì hay không. Trong này nó có một cái này gọi là cái vũng hả anh Đúc? Dạ, nước vô nước ra là nó cá nó vô đây. Khu vực này là một cái công viên mà đã bị bỏ hoang cách đây khá là lâu rồi. Bây giờ nó mới phát ra, không biết nó có ý định làm gì không. Này, chắc là mình phải đi qua đây. Bây giờ công việc đầu tiên là sẽ đi đào trùng, đi kiếm trùng. Giờ mình sẽ đào thử coi có trùng hay không. Mình nghĩ là không có. Mình di chuyển qua chỗ khác. Chù, cá thòi lòi quá trời. Chà. Wow. Wow, cá thòi lòi. Hả, nhảy tụm 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 tụm. Rồi, ok. Con này chắc là có thể là có. Đất ấy quá. Đất dẻ quá. Ê, có mấy con nhỏ nhỏ kìa. Mấy con nhỏ nhỏ đó câu được không? Không, nhỏ nhỏ sao bóc vừa lưới câu luôn á. Vậy chắc chỗ khác cũng có. Thấy nhưng mà thấy là có hy vọng rồi đó. Mình đang ở dưới chân cầu. Mà đây là cái cầu tiêu. Thôi ghê quá rồi đi. Đây là niềm hy vọng cuối, hy vọng là chỗ đoạn này có. Chơi bài ý quá. Ê. Đây. Vậy là có tụt trùng rồi đó. Con này đem câu được mà. Con nhỏ nhỏ như vậy cũng câu được. À. Ô, con thạch sùng. Đây, đây. Đây là một con thạch sùng. Có cắn rồi, ghê quá. Đây, trùng. Đấy. Chà chà. Như vậy là tối nay có cá kho tiêu rồi. Chứ cái gì đứng đó. Ở đây em có mang cái cây không? Em có mang cái bịch. Ủa, hồi nãy anh quăng cái con thạch sùng nó mất tiêu rồi. Bắt nó bỏ vô đây. Mình tập trung đi đào đây. Tí nữa mình sẽ tổng hợp kết quả. Ok. Bây giờ là một màn mắt câu. Móc con bự vậy luôn hả? Cắt bớt ra. Móc vô sau là ngắt bớt ra. À. Rồi, ok. Mình đã thấy một con cá sấu tiến tới. Để chờ tới hôm mua trời. Ủa, mà nó bơi được hay sao vậy anh? Hôm bữa em thấy mấy thằng kia là nó để gần bờ, nó cứ để gần gần chỗ bờ xong rồi cái nó cắn luôn. Cắn là lại câu thòi lòi, cầm đi. Ở đây, đấy, mình đi câu thòi lòi đi cho rồi. Chú trời, cái con nó bự ghê luôn á. À, mình cứ để ngay chỗ đó là được. Mình tắt, có con nào dính chưởng là mình sẽ quay tiếp. À, thấy một cá thòi lòi bự luôn không? Ôi trời, sao cho nó ăn cái câu mình này. Anh đang nhấm nháp. Yeah. Ủa? Chưa dính hả?
coi nó cũng bự mà. Đầu lòi kìa, đó. Nó chạy như là vũ đoàn vậy đó. Nhưng sao nó không ăn? Ăn đi, ăn đi. Được rồi, một con rồi. Đây, chai mực. Từ nào. Từ chưa lên hết được. Anh cầm giùm em đi. Em lấy nét vô con cá. Hai. Từ yên nha. À, một dân chơi đã dính trưởng. Rồi. Okay. Rồi bây giờ làm bịch lên nữa hả? Rồi đây, anh cầm bịch. Đây. Vậy là tối nay có được. Vô đây nó nhảy ra đó. Ok, rồi, chụp bịch rồi. Một con. Quá đơn giản, không bị mất miếng mồi mà luôn. Không bị mất vẫn còn luôn. Còn hả? Ủa mà sao nó lại kéo dịch lên trên đó được hay vậy ta? Dễ ha. Nhảy lên ra. Vậy tính ra câu cũng dễ chứ đâu khó đâu ta. Con nó cũng nhỏ nhỏ mà. Nó cắn phát là cắn giật lên ngay lập tức luôn hả? Cắn cho nó cắn rồi nó giật. Ok. Rồi xin mời bạn thứ hai chuẩn bị dính chưởng. Đi ra. Ồ mấy con cá bự ghê á. Chù chà, bay. Chù. Xem ra bắt cũng hơi khó khăn á. Tại vì mấy con này nhát quá. Hoặc là do cái cần câu của mình nó gần quá nên mình phải di chuyển tới nơi. Là do cái mỏ của nó nhỏ quá. Cẩn thận anh. Mình phải cứ di chuyển liên tục qua bên kia rồi qua bên này, qua bên kia, qua bên này. Giờ là đang đợi anh nút cái lưỡi vô. Là chắc được rồi ha. Ôi. Nó nhai như vậy mà vẫn. Dính. Ồ, được con bự quá. Được con bự ghê. Được con cá to. Được rồi. Đây. Bao nhiêu công lao đã được đền đáp. Một anh cá thòi lòi to bự. To bự không hề trang trảng. Ok. Rồi, đây, bỏ vô. À, nhiều khi nó ăn trùng sao ta? Không có trùng bự như vậy sao nó ăn hết được? Sao nó núp được? Đừng quên rồi, con cầm. Vậy là mình đã được hai con. Yeah. Ok. Tiếp tục. Nhà mình á. Anh Tú ơi, anh Tú, anh bỏ con này vô giùm. Nó xiên không đúng không? Hình như khi mình bị cóc phải đi. Ba con rồi nha. Ok, tiếp tục. Chẳng mấy chốc là sẽ có một đống. Đây là dân chơi, dân chơi nhí. Tinh thần bương xã. À, Grand House Đức Xuyên rồi, thấy chưa? Áo đồng phục của Grand House rồi, rớt mất tiêu rồi. Đây, các bạn muốn uống trà sữa gì thì đây gọi qua số điện thoại này nè. Đó, là sẽ ship đến tận nơi cho mấy bạn luôn ở Đức Xuyên nhé. Mặc dù ở đây là Sài Gòn vô sâu túc bên trong rồi nhưng mà nó vẫn có còng, có con còng, có hàng còng này. Biết cái đó có phải là cái càng của nó hay không? À, có dừa nước này. À, tí nữa ra mình chặt cái bùng dừa nước này lấy về nha mấy bạn ăn. Nó dở ở nhà ra té xỉu. Ok, rồi dân chơi đã ra tới đây rồi. Để xem anh ấy sẽ được gì nào. Thấy dân chơi không? Đó, được rồi, dính rồi. À.
Đây là dân sát thủ chuyên bắt cá luôn mà. Được rồi, vậy là được thêm bà nữa rồi đó. Tuyệt vời. Cái trình tự này cứ lặp đi lặp lại, giờ tới chiều khoảng chừng vài trăm lần là ok. Có cá đem ra chợ bán luôn. Làm gì Quyên? Đường Quyên. Làm gì vậy? Vô nhà. Bắt trùng hả? Đi đào trùng với chú Dương không? Ừ. Đi đào trùng à. Giờ mình tính vậy, bởi vì chỉ có một cái lưỡi câu, không thể nào đứng ngồi chờ. Bây giờ thấy có một cái rổ, bây giờ mình sẽ bắt bằng cách khác. Ok, rổ của ai đây không biết, nhưng đây cũng sẽ là một giải pháp rất là hữu hiệu. Hãy chờ xem mình sẽ làm được gì nào. Ập đầu nó lại. Chỗ này bị đánh động nhiều quá rồi, không thấy con nào. Đi qua chỗ khác. Bây giờ mình đã thấy đối tượng mới rồi. Bây giờ như thế này nha, mình sẽ quăng cái rổ này, cái nó lọt ở trong đó mình lại chạy lại mình bắt, coi thử cái có khả thi không nha. Nhiệt kiệt. Fail rồi. Ok. Cỡ một. Đây. Bây giờ lần này mình sẽ chính thức giật. Rồi nè. Đó, ảnh ngồi rồi đó. Rồi. Giật hướng không anh? Giật lên mạnh lên là được. 1, 2, 3. Vô. Woo. Mình. Dính rồi. Ồ. Lâm được thì vẫn cao. Đâu rồi. Chì quăng câu hả? Lượm cái gì đây? Cục chì quăng câu. Cục chì quăng câu chắc là của mấy fisher khác đó. À, thấy anh giỏi chưa? Nó câu được riêng con luôn mà. Ok. Vậy là cũng câu được một con, nãy giờ chắc 5 con rồi đúng không? À, mở ra coi thử. Thôi mở ra nhảy lên. Biết mà. Rồi, hé. Đi con. Hé ra của nè. Thấy con mua vậy? Đấy. 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 Sợ chung. Hé ra tùng cái gì mà sợ. À. Chúng ta còn phải cố gắng rất là nhiều, rất là thú vị, rất là một buổi chủ nhật thú vị. Giải pháp kia coi như bỏ của rồi. Quang câu cá thò lòi miết mệt quá nên bây giờ là quyết định đi câu thử cá khác. Biết đâu được con cá tắm cỏ hay sao. Về là có nguyên một nầu lỗ bự luôn. Hãy cùng chờ xem nhé. Ok, thua nhanh. À, lưỡi này toàn cá rô cá nhỏ đó. Thấy giật rồi đó, thấy giật rồi đó nghe. Thấy giật rồi đó. Giật tiếp đi. À, đó, kéo. Chưa. À, chìm phao mới kéo này. Nếu mà chỉ giật như vậy là cá nhỏ thôi. Ồ, vậy là chưa có hy vọng rồi. Chờ thêm. Bây giờ bắt đầu quay lại là thấy cái cần câu của mình không? Chưa thấy ai thấy cái cần câu như vậy. Cái này biết lấy ra từ đâu không? Anh em đoán thử coi. Cái này mà để cho dân đi câu chuyên nghiệp nó thấy cười vô mặt. Chỉa vô mặt luôn. Hồi nào mới có cá ăn trời. Nhìn tới chiều. Tối thì chưa có cá. Thôi tới mệt quá. Đổi phương án. Đi câu cá thành loài. Mình đi qua lại bên kia anh. Lâu lâu mình đổi vị trí.
là có một khu, dân cầu chuyên nghiệp đứng ngay trên trên đầu cầu. Anh ấy cần quay à, đang thả câu xuống. Ổng là ổng câu cá gì vậy? Câu cá mực. Ôi. Đang chém gió thì nguyên một con nó bay thẳng vô mặt luôn. À, bự không? Ôi con cá gì vậy? Cá bóng hả? Bóng dừa nè. Bóng dừa. Nó quậy quá. Con quỷ. Con quỷ. Ủa, sao cá được có bóng không? Này cặp mé đó nhỡ nhỡ ấy cái nó lại rỉ. Không thấy được cái chân dung của nó là. Thì rỗng cho nào. Ok. Đó, thấy chưa? Nhảy ra đâu mà. Thế okay. Bắt bỏ vô. Giờ là có thêm một loại cá khác rồi. Tối nay là no rồi. Ấm no rồi đó. Bà chung, bà này. Tiếp tục phiên bản nhỏ nhỏ là cái cây phơi đồ nên là cũng có thể là kéo rút ra được. Anh kéo ra. Kéo ra đi, cho thấy là vậy là bây giờ cái cần nó dài hơn rồi đó. Quá tài. Cái cần bất đắc dĩ. Ai biết đâu. Ơi. Vậy là có một sự nâng cấp nhẹ nhẹ rồi đấy. Chỗ ăn khí đế luôn. Rồi, chuẩn bị nè. Ăn đi. Cá này rất là vui nha, có cả chân luôn, có hai chân trước luôn. Chụp nguyên một con nằm chỉnh ình ngay chỗ này nè, nằm phơi dài ở chúng ta giống như kiểu cá. Trời, được thêm bà nữa rồi. Trời ơi, kiếm ăn quá dễ mà. Biết ăn không? Thì câu này là câu cho vui với tí nữa, mình cũng đây mình thả lại hết. Tội lắm mấy bạn. Ăn vô. Tội lắm. Chỗ này là đường đổ xung hợp và cái này là nối ngang. Ở đây á thì sau bên ở đây là cái khu dân cư Nam Long, thì ở bên trong này á là nó có rất là nhiều cái công viên cũng tựa như vậy, rất là đẹp, nhưng mà đẹp theo kiểu là giống như kiểu là phim kinh dị á, bị bỏ hoang lâu rồi á. Thì cái anh mà chủ nhà anh cũng có giải thích cho là cái khu này là khi mà xây cái những cái công viên này lên á thì cái người dân là phải tự bỏ tiền ra để mà thuê người quản lý và trông coi chăm sóc. Nhưng mà là cuối cùng thì được năm hay năm gì á thì họ cũng không có, người dân không có làm cái việc đó cho nên là nó bị bỏ hoang rất là phí. Hôm bữa thì mình lúc mà mình ra đây thì cỏ chỗ này là chưa có cắt đi, nhìn rất là hoang vu, rất là ghê. Không biết là các thành phần mà hút chích ma túy rồi có tới đây hay không, nhưng mà mình cũng thấy là lo, hy vọng là không có. Ở đây quanh cái khu Nam Long này có rất là nhiều cây bằng lăng nha, hoa bằng lăng thì rất là đẹp nè. Gì đây, cái này là gì? Cái này giống như là thuốc hút chích của mấy tụi mà ra đây ghê. Trong cái võng này chắc nhiều cá lắm. Dân chơi bắt đầu ra đó câu cá. Bây giờ với tinh thần là câu chơi cho nên là anh em chúng tôi nghỉ tại đây. Bây giờ mấy con cá này sao? Đem phóng sinh hả? Chứ ăn cái gì đấy? Phóng sinh gì? Câu lên ác.
vết làm sức môi của người ta rồi. Bây giờ cái bóng xinh à, chân này được chân này đây. Con cá bóng này nhìn nó giống như kiểu là con cá lóc con á. Nó nhìn giống cá lóc con. Nhìn cái này, nhìn này. Nhìn cái vai chân của nó nhìn mắc cười không? Chưa ăn loài cá này bao giờ nhưng mà thôi thì nhìn thấy cũng gớm gớm. Thôi. Với lại là ở sông Sài Gòn thì thiệt sự là ở cái khu vực bên trong kia thì em thả anh đúng không? Để em vứt nha. Ở sông Sài Gòn thì nói thiệt chứ có câu được cá bự cá to cỡ mấy chắc cũng không dám ăn, rất là sợ. Thật sự rất là sợ bởi vì là nó cái ngòi nó ô nhiễm quá. Rồi bây giờ mình sẽ thả xuống đây nha. Trùng dế xeo sùng gì. Rồi đi 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 rồi về chữa cái môi của tụi bay nha, nó sức hết rồi. Ác quá rồi. Ok rồi đi rồi. Ok bây giờ đưa cái dạ dạ chắc là nghỉ lại đây thôi, câu chơi vui thôi, không có không phải là đem về ăn uống gì, không phải thiếu thốn gì mà phải làm như vậy. Đúng không anh? Rồi mình cũng xin phép ngưng video tại đây. Xin chào, bye bye. Mình không phải là vlogger nha, quay vui thôi chứ không phải vlogger đâu nha, không phải ông Dương vlog hay bà Tân vlog gì đâu nha. Bye bye. Hôm nay nhiều con lắm đó anh em, ghê lắm. Ui ghê ơi, ơi nhìn ghê quá. Ui ghê ơi, nhìn ghê quá. Bên này còn một con bự này, có bên này mình đó. Ồ, đó chưa bự không?